hôm nay là ngày của mẹ và mình muốn làm video nói về ba cái lựa chọn theo ý mình là khá phù hợp để làm quà tặng cho những người mẹ tuyệt vời của chúng ta, đó là ba chai nước hoa nữ. Ok, video sẽ bắt đầu sớm thôi, đừng đi đâu hết nhé. Ok, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình tên là Kai và trên channel này mình làm về nước hoa, thời trang và phong cách sống. Và hôm nay nhân ngày lễ của mẹ, chúng ta sẽ bàn về những chai nước hoa mà chúng ta có thể mua để tặng mẹ của chúng ta. Thì những chai nước hoa này sẽ ở tầm trung cho đến tầm cao cấp trong phân khúc designer. Đương nhiên là mình nghĩ là khi chúng ta làm quà tặng cho những người mẹ tuyệt vời của chúng ta thì chúng ta cũng nên chi đậm tay một tí. Chai đầu tiên mình muốn nói đến đó là Dior Pure Poison. Dior Pure Poison mở đầu bằng một cái tông hoa màu trắng. Hoa trắng, chúng ta biết trong hoa trắng thường là hoa nhài, hoa cam hoặc hoa nhài tây. Thì ở đây chúng ta mở đầu bằng cái sự tươi mát của nó citrus pha với hoa nhài. Và hoa nhài được giữ xuyên suốt mùi hương từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Sau khi giả dry down xuống tầng hương thứ hai, tầng hương giữa chúng ta có hoa nhài tây và chúng ta có hoa cam, mang lại cái sự sạch sẽ dễ chịu, rất là tươi mát. Và cuối cùng ở tầng hương cuối cùng chúng ta có xạ hương, chúng ta có gỗ đàn hương đem lại cảm giác rất là kem sữa và một tí cảm giác gỗ. Thì chúng ta, cái chai này nó là một chai gọi là cực kỳ an toàn để làm quà tặng. Hầu như là khó có ai ghét được chai này. Thì cái mùi này trên da mình là nó bám được khoảng tầm 6 tiếng rưỡi và nó tỏa nhẹ nhàng trong khoảng nửa gang ta, trong khoảng nửa sải tay, tầm khoảng 1 tiếng rưỡi. Mẹ của bạn thích hoa nhài thì đây là một chai nước hoa đang rất đáng cân nhắc, Dior Pure Poison, rất là dễ chịu. Ok, chai thứ hai mình muốn bàn đến đó chính là Armani C bản Eau de Toilette. Chúng ta biết là xì ra mắt khoảng đầu tiên là vào là bản Eau de Parfum và sau đó bản Eau de Toilette được ra mắt. Eau de Toilette không chỉ là đơn giản là giảm nồng độ tinh dầu nước hoa lại, nhưng có một số cái sự thay đổi khá là thú vị và làm cho nó dễ dùng, dễ xài hơn rất nhiều. Đầu tiên, Eau de Toilette chúng ta có sự mở đầu của cái quả lý chua đen. Quả lý chua đen thì ở Việt Nam nó không phổ biến lắm, nhưng mà cái mùi đó thì các bạn có thể biết là nó hơi ngọt một tí và nó hơi có cái mùi đất một tí. Nhưng mà đừng có nghĩ là nó sẽ không thơm. Thì cái quả quý chua đen này sẽ đem lại cảm giác khá là dễ chịu, ngay từ vì nó mix với citrus ngay từ cái note đầu tiên mở đầu ha. Dry down chúng ta có hai cái note khá là đặc trưng đã làm nên cái thương hiệu của xì, đó là note hoa hồng và hoa lan Nam Phi, Freesia. Thì có hai cái hoa, thì hai hoa này nó nằm trên nền, background của hai hoa này chính là vanilla, thì nó tạo cái cảm giác ngọt ngào dễ chịu và không kém phần hấp dẫn. Đương nhiên chai này nó không quá sexy như là chai xì EDB, nhưng mà nó đem lại cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu, đầm thấm và không kém phần nữ tính. Và chai này cũng phù hợp với khá là nhiều lứa tuổi, ví dụ như Dior Pure Poison như nãy mình nói thì nó khá là dành cho những bạn nữ khoảng trên 22 tuổi. Còn chai này theo mình, xì Eau de Toilette có thể dùng ở mọi lứa tuổi và khá là dễ chịu, là một chai mình rất là thích, một trong các bản flanker khá là nổi bật của xì Armani. Ở trên da mình thì mùi này nó bám được tầm khoảng 8 tiếng, khá là tốt, và tỏa trong khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi. Theo mình đây là một cái chai khá là tốt, rất là đáng cân nhắc để làm quà tặng cho những người mẹ của chúng ta. Ok, chai nước hoa thứ ba mà mình muốn nói tới trong cái list này, mình đánh giá chai này đẳng cấp hơn cho hai chai còn lại, mặc dù mình không có ý xếp hạng trong video này, đây là video mang tính gợi ý mà thôi. Nhưng mà đối với mình thì chai nước hoa này đơn giản là nó hay hơn hai chai còn lại và cái bộ phận mình nó cũng khá là tốt. Ok, mình đang nói tới Valentino Donna.
này Valentino Donna mùi như thế nào. Valentino Donna mở đầu bằng nốt citrus. Nốt citrus tạo cảm giác khá là sạch. Và cái nốt citrus này nó chỉ tồn tại trong tầm khoảng 20 phút mà thôi. Sau đó nốt citrus này dần mất đi và tạo cái tiền đề cho cái combo chính của mùi hương này chính là combo của hoa hồng và hoa dương vĩ. Hoa hồng đem lại cảm giác rất là sexy và hoa dương vĩ đem lại cảm giác nữ tính và không kém phần sạch sẽ, dễ chịu. Vì hoa dương vĩ là nó tạo cảm giác son phấn như là son phấn phụ nữ vậy. Và cái nốt này và cái combo này, nó combo chính, nó sẽ tồn tại cho đến cuối mùi hương. Và combo này sẽ được làm ở trên cái nền của ba nốt hương ở tầng hương cuối. Ba nốt hương tầng hương cuối chúng ta có sự ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu dàng đến từ vanilla, chúng ta có sự rắn rỏi đến từ nốt da thuộc và một tí gỗ khá là ẩm đến từ patchouli hoắc hương. Thì nó tạo lên một cái tổng thể mùi hương, nó tạo lên cảm giác là một người phụ nữ rất là, mặc dù khá là gợi cảm nhưng mà cô ta nó không phải gợi cảm kiểu quá đà. Nhưng mà đây là một, và đây có thể mình có thể ví dụ như là đây là một cô gái làm trưởng phòng hoặc làm giám đốc vậy. Có nghĩa là cô ta biết cô ta muốn gì và khá là tự chủ và mạnh mẽ và cũng không kém phần quyết đoán. Chai này là một chai khá là tuyệt vời để làm quà tặng cho những người mẹ của chúng ta, những người phụ nữ mà rất là quyết đoán, rất là mạnh mẽ để có thể nuôi dưỡng chúng ta nên người. Ok, video đến đây là kết thúc. Mình rất là mong các bạn cho mình một like, một share, một sub nếu các bạn thích những content như thế này. Đừng quên nhấn notification bell để có thể không phải bỏ lỡ những video tiếp theo. Bye, see you in the next video guys. Cheers.